À, xin chào mọi người, bây giờ em tiếp cái phần cô gái vượt thời gian hôm rồi nha. Hôm rồi chúng ta tới phần nào rồi ta? Tới phần hãy cứ để đến đêm nay. Đó, phần đó rồi và em có giới thiệu phần tiếp theo chính là phần mặc pyjama. Mặc pyjama thì khi mà hai người bạn của Kayuko là Goro và Kayuo á đã biết khẳng là biết rằng là cái chuyện mà Kayuko vượt thời gian để đi đến tương lai là một chuyện hoàn toàn có thật, cô không bị chuyện ha, là một chuyện hoàn toàn có thật, bởi vì cô đã tiên đoán trước rằng là cái khu nhà tắm công cộng ở gần nhà của Goro sẽ bị cháy, và cuối cùng chuyện đó đã xảy ra. Vậy thì lúc này cái phần mặc pyjama tiếp theo là em cô đã đọc sơ một đoạn đầu tiên của phần đó rồi ha. Bây giờ em sẽ đọc lại phần mặc pyjama. Thì ở phần mặc pyjama như thế này đây. May mắn thay, ngay lúc đó, Shin một người làm thuê cho tiệm gạo đối diện nhà tắm xuất hiện. Anh ta vừa mang xà bông rửa mặt đi ra từ trong nhà tắm, sau một khắc thất thần nhìn đám tàn lửa tóe ra từ hướng cổng sau nhà tắm. Chàng thanh niên lấy hết sức bình sinh rống lên như muốn làm thủng màng nhĩ của Kayuko. Cháy nhà! Ngay lập tức, từ cổng sau của những cửa tiệm xung quanh, người người ào ra nườm nượp. Ai đó mà gọi xe cứu hỏa đi? Hình như có người đi gọi rồi. Cháy ở đâu? Khu bếp của nhà tắm công cộng đó. Cuối cùng thì xe cứu hỏa cũng đến. Cảnh sát bắt đầu khuyến cáo đám đông hiếu kỳ. Kayuko đã quá chán sự tập trung cực nhanh và đông đảo của đám đông người tò mò có thừa này. Yoshiyama, mọi chuyện đều đúng như cậu tiên đoán. Từ trong nhà, Asakura Goro chạy đến chỗ Kayuko với đôi mắt bàng hoàng, mặt xanh lét. Quả nhiên những gì Yoshiyama nói đều là thật. Fukamachi đã đứng sau lưng Kayuko từ bao giờ, lặng lẽ nói, khuôn mặt lộ vẻ căng thẳng. Fukamachi, Kayuko thấy Kayuo đang mặc pyjama trên người. À, vậy thì cái chiếc áo pyjama này là của anh bạn Kayuo. Chiếc áo pyjama là cái tiêu đề của cái phần đoạn này nè, là của anh bạn Kayuo. Lúc này như thế nào đây, đọc tiếp. Kayuko thấy Kayuo đang mặc pyjama trên người, chợt nhớ về những gì cậu nói lúc sáng. Kayuko nói với giọng hờn dỗi, sao cậu nói cậu không có pyjama? Kayuo chưng hửng một lúc sau mới lý nhí đáp, thì trước giờ đi ngủ tớ toàn mặc nemaki. Hôm nay tự dưng mẹ mang qua bộ pyjama này bắt tớ phải mặc. Mẹ nói bộ nemaki của tớ giờ chật rồi nên trưa nay mới mua pyjama cho tớ. Kayuo và Goro nhìn Kayuko chằm chằm. Yoshiyama có năng lực tiên tri thật rồi. Goro xúc động nói trong khi Kayuko lắc đầu phủ nhận. Đó không phải tiên tri mà là một năng lực kỳ quái hơn cơ. Đến tớ còn phải kinh ngạc nữa là. Nhưng mà phiền phức lắm. Sao vậy? Có siêu năng lực thế này phiền lắm. Ai biết lúc nào tớ quay lại ngược thời gian nữa chứ. Rồi tớ lại phải giải thích cho các cậu giống như hôm nay vậy. Cậu không cần phải lo. Goro mở to mắt, chớp chớp liên tục. Bây giờ tớ tin siêu năng lực của cậu rồi. Bỗng Kayuo phì cười. Nhưng trưa nay nói thế nào cậu cũng có tin đâu. Goro ngượng ngùng. Thì đúng là thế. Thì tới lúc này thì Goro và Kayuo đều đã tin Kayuko rồi ha. Thì nói thôi ha. Thì cái pyjama là một loại truyền thống, một loại cái trang phục truyền thống của Nhật. Còn nemaki vừa được nhắc đến trong đoạn ở trên là một loại áo ngủ truyền thống của Nhật, nghĩa là bên Nhật người ta có một loại áo ngủ, áo truyền thống đó gọi là nemaki. Đọc tiếp phần này đây. Goro ngượng ngùng, thì đúng là thế. Nhìn Goro lúng túng như vậy nhưng mà Kayuko chẳng cười nổi. Quái đản thật, lỡ tới không thể trở lại bình thường thì sao? Goro xen ngang, nhưng mà có siêu năng lực như vậy, à mà nó tên gì nhỉ? Nghĩa là hai người bạn của Kayuko đang không biết cái tên của cái siêu năng lực đó. Goro nhìn Kayuo cầu xin câu trả lời. Telepathy. Kayuo đáp. Goro gật gù. Đúng rồi, năng lực đó chẳng phải tuyệt vời lắm sao? Biết là vậy nhưng chỉ mình tớ có thì khó chịu lắm. Cách hai cậu nhìn tớ bây giờ đâu còn giống trước đây. Như thể tớ không phải là con người ấy. Bình tĩnh đi. Kayuo cười gượng. Nhưng là thế còn gì, Kayuko bắt đầu mất bình tĩnh. Nếu như chuyện này lộ ra ngoài, chắc chắn người ta sẽ nghĩ tớ không phải là người mất. Cậu gượng đã, Kayuo cố gắng trấn an Kayuko.
Chưa chắc cậu có năng lực như thế mà. Theo cậu kể thì hiện tượng đi ngược thời gian mới xảy ra một lần. Rất có thể đó chỉ là một sự tình cờ. Mà dẫu cho cậu thật sự có siêu năng lực đó đi nữa, thì biết đâu nó chỉ có thể xuất hiện một lần duy nhất. Cậu nói cũng đúng, nhưng tớ không biết khi nào nó lại xảy ra nữa. Kayuko mím môi. Theo đây giải thích telepathy. Telepathy đây là theo tiếng Anh hả ta? Thì có nghĩa là nhà ngoại cảm. Ngôn ngữ tiếng gì thì không biết, mà ở đây người ta giải thích cái cụm từ telepathy đó là ngoại cảm. Rồi đám cháy tắt dần, những người hiếu kỳ cũng kéo nhau về. Cả ba người bạn quyết định sẽ tiếp tục nói về chuyện này vào ngày mai. Tạm thời ai về nhà nấy nghỉ ngơi đã. Đêm đó Kayuko cứ trằn trọc, cô nên đem chuyện này kể với ai? Thầy cô chăng? Nhưng thầy nào, cô nào chứ? Mà chắc gì họ thật sự đã tin những điều cô kể. Miên man với dòng tâm tư đó, Kayuko thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi mở mắt thì đã là lúc sáng rạng. Bóng những họa tiết ren của tấm màn cửa vẫn in chi chích lên sàn phòng như mọi ngày. Chết rồi, Kayuko hoảng hồn bật dậy. Hôm nay là thứ tư, ngày 19, cũng là ngày mà Kayuko và Goro bị chiếc xe tải vượt đèn đỏ cán trong lúc băng qua vạch đi bộ. Cô tự trách mình sao quá lơ đễnh không cảnh báo cho Goro vào tối hôm qua. Ngước nhìn lên đồng hồ, bây giờ vẫn còn kịp. Kayuko phóng ra khỏi nhà, để lại bữa cơm sáng còn nóng hổi trên bàn. Nghĩa là trong những cái phần trước thì mình cũng đã giới thiệu rằng là cái chuyện mà Kayuko đã đi tới tương lai và trở về quá khứ là Kayuko đã gặp phải cái chuyện là buổi sáng đi học gặp anh bạn Goro đi học chung và bị một chiếc xe tải xém nữa là cán qua hai người luôn, nghĩa là gặp tai nạn với xe tải. Đó, thì khúc này là đã hết cái phần mặc pyjama rồi. Cái phần tiếp theo của chúng ta tên là vào lúc đó chiếc xe tải, nghĩa là kể lại, tức nghĩa là khi mà trước đó lúc mà Kayuko không biết cái chuyện mà sẽ bị chiếc xe tải đó tông vào mình hay là đi, tức nghĩa là gặp tai nạn với xe tải, không biết trước cái chuyện đó cho nên Kayuko không có né. Nhưng mà bây giờ Kayuko đã biết rồi thì mọi chuyện tiếp theo nó sẽ xảy ra như thế nào đây, thì các bạn hãy đón xem cái phần tiếp theo ha. Vào lúc đó chiếc xe tải, giờ mình giới thiệu sơ sơ phần này những đoạn đầu ha. Goro vẫn chưa đến chỗ ngã tư đường. Kayuko thở phào nhẹ nhõm, cô đứng chăm chú nhìn những vạch đường dành cho người đi bộ. Ngày hôm nay Goro sẽ ba chân bốn cẳng chạy đến đây vì dậy trễ. Ngay cả hai người đều là dậy trễ và vội vàng đi tới đó ha. Điều khiến Kayuko khó chịu bây giờ là những học sinh cùng lớp và người quen đang ném cho cô những cái nhìn soi mói khi họ thấy Kayuko cứ đứng như trời trồng tại vạch đường này. Nghĩa là cô rất là sợ gặp tai nạn đó và cô giống như kiểu là ngơ ngơ ngẩn ngẩn, người mất hồn á. Cho nên là bị mọi người chú ý. Lỡ họ đến hỏi, Kayuko cũng không biết phải trả lời như thế nào. Chẳng lẽ lại bảo là chuẩn bị cứu Goro khỏi bị xe tải tông à? Họ mà nghe thế nào sẽ bảo Kayuko bị tâm thần do ôn thi nhiều quá cũng nên. Đó là cái sơ lược về cái phần tiếp theo vào lúc đó chiếc xe tải. Còn thì tới khúc này thì câu chuyện vẫn chưa có gì hết ha, cũng vẫn chưa thấy gì hết. Vẫn là những cái phần đầu tiên của cái tiểu thuyết cô gái vượt thời gian này. Và mời các bạn đón xem tiếp video tiếp theo của cô gái vượt thời gian nha. Bây giờ thì nhớ bấm đăng ký, like video và chia sẻ video ủng hộ cho mình nha, để mình có động lực làm tiếp những quyển sách khác và những quyển sách còn hay hơn cái quyển này nữa. Và liên hệ mình để nếu mà muốn mua cái quyển này. Không biết quyển này ở trên Fasa còn không, nhưng mà nếu mà hết rồi thì mình có thể chia lại cho bạn quyển này. Rồi, cảm ơn mọi người. Ngủ ngon nha, 2 giờ sáng rồi đó. Phải không? Ừ, 2 giờ sáng thì rồi. Good night.